Quá quá quá, mình không biết nó béo dù còn vẽ được nữa. Rồi cho tôi sao hả? Chắc cũng không nó năng đâu nhỉ. Với tôi nó quá cháu thì phải đến mấy đứa tao như thế này nhiều rồi chứ. Hồi trước mình cũng từng làm mấy sự kiện phục vụ buffet như thế này. Với cả mình còn từng tham gia vào mấy cuộc thi nấu nướng và lên cả TV nữa rồi. Những vấn đề này đã lâu lắm rồi. Vâng, cháu không sao ạ, cháu chỉ xem đây như một bài kiểm tra trước khi mở nhà hàng thôi. Cháu sẽ cố gắng hết sức. Wow, chị thật sự tới rồi này. Cảm ơn chị nhiều nhé. Chị xuống dưới không? Tất nhiên rồi, người nhiều giúp đỡ là lại quả chị em mà. Sao không, chị vẫn chịu nào trong khi đây là ngày nghỉ của chị cơ chứ? Ừ, thì chị cũng có làm gì để nào ở nhà đâu. Chào ông, tôi đã được nghe rất nhiều về ông từ nghĩ về đây ạ. Cô ấy là người đã chăm sóc bỏ bao người về nhà tôi phải không? Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ như thế. Mà lại còn là ngày nghỉ của cô nữa chứ. Sếp, họ tới rồi. Họ đang trong sảnh phải không? Vâng, họ sẽ đến đây bây giờ. Xem kia à? Xong rồi, bọn tôi tới giờ đây. Anh nghe rồi em. Xin chào bác rồi. Rồi mình bị dễ sao? Cậu Rerim lâu lắm rồi mới gặp. Đấy đó, vậy người đầu bếp tuyệt vời mà ông nói tới nào là anh Rerim sao? Thật tốt, khi có một người bạn như ông đấy. Tất nhiên rồi, bọn tôi đến phục vụ cho chuyện bán của ông trước là khi mở nhà hàng đấy. Mà anh làm cái này, thường là mấy cái nhà hàng như nào vậy? À, mọi người lâu lắm rồi không gặp. Em cho nghe tin gì về anh sau khi anh bỏ đi cả. Vậy mà chúng ta lại gặp nhau ở đây. Sau khi gì cơ? Xin lỗi em, Mirai. Nhưng sao em lại ở đây vậy? Ý anh là sao chứ? Em ở đây để hỗ trợ buổi chiến nó của ông em mà. Em bảo em nó có một đầu bếp đặc biệt tới. Đó gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ, phải không? Vâng, bọn cháu nó cùng nhau ở cái quán đồ ăn. Nào là rê vẹo. Chỗ đầu ông hóa ra cô bé đầu ông nó là cháu của sống dưới sao. Đó là vị khách đầu ông. Vậy đó, mọi người đều biết nhau hết rồi à? Doãn Mông Du, có vẻ mấy người trẻ còn nhiều chuyện đều nói gì? Hình như là vậy ạ. Để tôi nói chuyện cho bếp đó. Hai người cứ nói chuyện đi, bác vào trong bếp xem xét trước đã. Em thất vọng lắm đấy. Xin lỗi, anh Nguyên mời với em sau khi tìm được một công việc mới. Không, không phải chuyện đó. Tại vì chúng ta nên bận. Nguyên dạo anh cứ hứa với em. Không được gọi em làm gì rồi nữa nhé. Sao cơ? Nguyên bảo khi mà em tới nhà hàng, chỗ anh làm thì phải nấu cho em món gì đó ngon ngon vào. Anh hứa. Hôm nay giúp đỡ anh một chút nhé. Anh cũng vậy nha, bếp trưởng. Không biết mùi thơm này từ đâu ấy nhỉ? Mì mẹ nấu cùng dầu tía tô sao? Mùi vị của hạt tía tô thêm vào đúng là ngon thật. Ngon quá đi. Mì mẹ dầu tía tô là lựa chọn tốt đấy. Ngon hơn tôi nghĩ luôn đấy. Trời ạ, phải ăn thêm một bát nữa mới được. Sức hút của buổi triển lãm nói đấy mà. Không phải là mì nóng nữa. Sao họ lại chọn mì này nhỉ? Nhìn nó biết sẽ ngạt nhách rồi. Chắc chả còn vị gì cơ. Hai, ăn kiểu gì được chứ? Hai, cái gì thế này? Hoàn hảo quá. Mạnh và rất thanh, lại còn dậy vị nữa. Sao lại có thể ngon đến vậy cơ chứ? Trông số hồ thanh luôn, anh ta làm gì vậy? Mà là dùng gì vừa kìa? Dùng gì vừa? Ai cơ? Đợi đã, cô chưa nghe cái bài ngôi sao của trái tim à? Pharrell One đấy, cậu ta là người đã sáng tác ra bài hát đấy. Ngon quá đấy. Phù, nó đỉnh đến mức xin nữa thì mình sáng tác được luôn một bài hát đấy chứ. Tuyệt thật. Xin hãy rửa cái bát này đi ạ. Bát này chỉ dùng một lần thôi ạ. Cứ nào giúp tôi đi ạ. Để xem nào, đã bao lâu rồi mình chưa ăn ngon nhỉ? Chơi game hoặc là mình quên hết ngày tháng luôn rồi. Dung Zigua là một người đã hit vào một nhà sáng tác, nhà đại tài trong nền công nghiệp nhạc pop hiện nay.
dù có ảnh hưởng rất to lớn đến người đó nào, nhưng những dạo gần đây anh ấy đã nghiện game rượu. Bánh mì lạnh ngon đấy, nhưng mà mình vẫn chưa qua lâu á, phải tôi nhờ hàng rượu trong rượu mới được. Được rồi, đi thôi. Sao cậu ta lại tự nói chuyện một mình vậy? Không biết nữa, chúng nó sợ quá đi. Vâng, hôm nay tớ dọn sạch tủ lạnh. Chào mừng bếp trưởng Cang đã đến với chương trình. Xin chào. Xin chào, tôi nói đối với bếp Cang sáng hi. Tôi mới được biết là anh đã từng thắng rất nhiều giải thưởng dành cho chúng tôi. Vâng, ha ha. Tôi ở cầu thắng một rồi cả ấy. 29 trên tổng 30 cuộc thi. Nhưng mà bếp trưởng có một lần anh không thắng. À vâng. Lúc đầu tôi đứng thứ hai và là cuộc thi cuối cùng của tôi. Sau đó thì tôi không tham gia thêm cuộc thi nào nữa. Họ tìm mấy tuyến đầu bếp này ở đâu vậy chứ? Mà mấy đầu bếp như vậy chắc cũng chẳng muốn làm ở đâu đấy. Thật tệ hại em, quá đi mất. Doanh thu cũng giảm mỗi một nửa ha. Nhưng cũng đã mấy năm rồi, nó nón rồi nhỉ. Wow, không biết ai là người giành được giải ở cuộc thi đấy đấy. Thắng được bếp trường cao hơn chắc phải tại giờ nắm chứ là. Phải rồi, sau năm đó tôi đã cảm thấy bản thân mình phải học hỏi thêm nhiều. Tôi không nhớ rất là ai, nhưng mà tôi vẫn nhớ tuyến cuộc thi đó là cuộc thi ông Hoàng Đồ Hàn. Ông Hoàng Đồ Hàn sao? Mình nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Chắc mới gần đây thôi. Hạng nhất cuộc thi của ông Hoàng Đồ Hàn năm 2019. Không thể nào, nếu Dream đã thắng cao hơn sang thì sao?